Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay em xin giới thiệu đến cho các bạn một cái bộ phụ tùng chế xe máy thành xe ba bánh nhé. Bộ phụ tùng này là bộ phụ tùng rất đầy đủ để cho các bác làm có số mạnh. Bộ này thì đặc biệt trang trí, bộ này thì đặc biệt là trang bị cho các bác bánh 450-12. Tải trọng một bánh của nó là hơn 400 cân và lốp 8 bố nhé, rất là khỏe để cho các bác chở xe độ bền cao, cho nó tăng cái tuổi thọ của xe lên. Giá thì rất rẻ các bạn nhé, giá thậm chí còn rẻ hơn cả bánh 400-12. Đợt này thì đợt xả hàng cuối năm của mình, xả kho cuối năm, phụ tùng mình hạ giá xuống rất rẻ. Giá xin các bạn liên hệ số điện thoại 0983 818 955 hoặc Zalo cùng số. Các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Về chất lượng của sản phẩm thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn từng bộ phận một. Đầu tiên thì vẫn cứ kê lên các cái hạng mục cho quý khách hàng xem, bao gồm một đôi bánh 450-12, vành dày, lốp 8 bố, tải trọng là 415 kg một bánh, tải trọng tối đa đấy các bạn nhé. Tiếp theo là đến đôi nhíp 5 ná dài 70 cm. Đôi nhíp này thì có tải trọng là khoảng 500 kg, đầy đủ phụ kiện, có hộp số tiến lùi dành cho máy lô cốt 19 và 17, có bộ trục các đăng, có số phụ, dây cần, có phanh tay, phanh chân, phụ kiện đầy đủ, cầu dài từ 70 cho đến 1m1, các cỡ 70, 80, 93, 1m03, 1m90 cm và 1m1. Sau đây em xin quay video cận cảnh chi tiết từng cái sản phẩm một cho các bạn xem. Đây là cái cây cầu này. Cây cầu này thì độ sắc nét của nó rất là đẹp luôn. Đây, cầu này có đường kính tambua là 180. Đây, gối cầu đây rất là dày. Gối cầu này thì sau khi các bạn lắp đặt thì các bạn phải hàn nó vào. Thì nó đấy. Rất là sắc nét. Cầu này thì có chiều dày là, chiều rộng là các cỡ từ 80, 70, 80, 90, 93, 1m, 1m03 và 1m1. Các cỡ để lắp bánh thì tính thêm 10 cm nữa. Ví dụ như các bạn cầu 80 các bạn lắp bánh thì nó sẽ thành 90 cm. Đây là số phụ này. Đây là bộ dây số này. Dây số thì dài khoảng 1m. Và đây là tay số sang số, nó khoảng 50 cm. Đây là cái bộ gá đặt bàn số này. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn bộ nhíp. Nhíp này là nhíp 5 ná, dài 70 cm, và các cái phụ kiện đi kèm. Đây, ở phía gối đằng trước của cầu
thì là gối lỗ to, cao su độn này, và u rất là dày, u này thép dày 4 ly thì các bạn làm thoải mái rồi. Ốc 12, đầu ốc chống trôi đây. Đấy, đây là quang này, và mặt bích này tất cả đều mạ, nó đẹp. Ở phía đằng nhíp đằng sau thì bao gồm 4 cao su, một bộ quang treo giãn nở. Đây, đây là cái mặt dưới này, mặt nhíp này thì các bạn sẽ làm hai cái cao su vào đây. Mặt trên này mà có một cái này là hàn lên khung đây, như thế này hàn lên khung. Thì một số chỗ bán thì người ta sẽ không có cái này, mà người ta chỉ có con ốc, xong rồi về mình đục thủng khung xe rồi mình xuyên vào đấy thôi. Thì nếu các bạn làm như vậy thì nó rẻ hơn, thì nếu như các bạn thích kiểu đấy thì cứ liên hệ mình sẽ bớt tiền đi đấy, còn không thì bên mình nó đầy đủ hơn một tí. Thì các bạn xỏ cao su vào đây, xỏ cao su vào đây đấy, và các bạn xỏ nó như này thì làm nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều, bớt được một chút tiền thôi nhưng mà nó không đẹp. Đây thì cái này, đây là bộ ốc vào đây, thằng này nó cũng mạ kẽm rất là đẹp, mà nó chống han dỉ, nó không chống han dỉ được tuyệt đối nhưng mà nó độ bền nó tốt hơn. Đấy là phần nhíp nhé các bạn nhé. Đấy, phần nhíp thì các bạn lưu ý là bên mình tương đối là đầy đủ đấy, mà đầy đủ nhất chứ các bạn không thể tìm được đầy đủ hơn nữa. Đấy, quang treo, mặt bích. Tiếp theo thì giới thiệu đến cái bánh này, là bánh 450-12. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái vành này nó rất là dày này. Tải trọng của một quả bánh là lốp này là lốp 8 bố này. Đấy, mắc loát này, 412 kg một bánh, lốp 8 bố. Tiếp theo thì đến cái phần phụ kiện phanh. Phụ kiện phanh thì gồm 3 đũa phanh thì dài ngắn các cỡ. Đây là phụ kiện này, phanh này, phanh tay này, hai cái gối đỡ ống tiếp 21 này, 3 cái 4 cái cây đòn kép này. Cái này kép hay đơn thì nó phụ thuộc vào cầu nữa. Ví dụ cầu của mình là kép thì nó sẽ có 2 đơn và 2 kép, còn cầu của mình nó đơn thì sẽ có 4 cái kép. Thì tùy theo cầu thì sẽ đưa cái này phù hợp. 3 cái dành cho phanh chân và 1 cái này là dành cho phanh tay. Phanh tay có cái đầu này, đầu này sẽ bắt vào đây. Cách làm bộ phanh thì bên em có video riêng chuyên về cái đấu phụ kiện phanh. Đây là cái hộp số tiến lùi. Hộp số tiến lùi này thì nó tùy theo đời máy, máy lỗ to 19, lỗ nhỏ 17, và màu sắc thì nó có màu xám, màu sữa. Đấy, nó có nhiều màu lắm. Cái này thì mỗi đợt lấy hàng thì cái số lùi nó sẽ có một màu khác nhau, thì chất lượng nó đều giống nhau cả. Đây là bộ số phụ đây. Số phụ này thì cho tỷ số truyền là một lửa, giảm đi một nửa tốc độ so với bình thường khi các bạn sang dốc thì nó khỏe hơn. Đấy, thì chọn bộ của nó là bằng đấy món. Giá thì bộ này thì rất là rẻ thôi, giá chỉ dưới 5 triệu mốt quay đầu thôi. Đấy, rất là rẻ. Các bạn mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0983818955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Và video sau đây thì em xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ đầu phi 43. Các bạn làm xe thì có thể làm mua thêm một cái bộ đầu như vậy nữa, để các bạn làm cái đầu xe cho nó cứng cáp, nhìn nó rất là đẹp. Xin mời các bạn xem video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.